nhìn lên trên màn hình và cô sẽ chiếu đáp án của cái trò chơi này nhá. Đáp án của trò chơi. Cái hình giống con cá đúng không nhỉ? Cô thấy là các nhóm, trong các nhóm mà đưa lên thì có 3 nhóm dán được cái hình yêu cầu. Nhóm cuối cùng thì chưa hoàn thiện đúng không em? À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chấm điểm các nhóm nhé. Nhanh nhất là nhóm 4. Và cô sẽ chiếu theo đáp án của nhóm 4. NH3 là chất khí mùi khai, chính xác đúng không nhỉ? Tiếp theo nữa, ô thứ hai bạn có chính là mưa axit là pH khoảng 5.6, chính xác. Tiếp theo đơn chất sulfur có hai dạng mùi, chính xác. Tách pha loãng H2SO4 đặc biệt là rất từ axit và nước, chính xác. Nội dung tiếp theo ở ô cuối cùng là sulfur dioxide là khí độc mùi hắc, chính xác. H2SO4 đặc háo nước, chính xác. Nhận biết ion SO42 trừ thì dùng Ba2 cộng, chính xác. HNO3 bốc khói trong không khí ẩm, chính xác. Nitrogen dùng để bảo quản mẫu vật, chính xác. Như vậy là nhóm 4 đã hoàn thành rất là nhanh và tốt. Cô sẽ dành cho nhóm 4 điểm tối đa trong cái trò chơi nhất này. Chúc mừng nhóm 4. Tiếp theo là nhóm 2, nhóm 1 đến nhóm 3, nhóm nào lên trước không em? Về nội dung của các nhóm thì cô thấy là ở nhóm 3 ở trên này bạn ý dán là H2SO4 đặc háo nước, sulfur dioxide khí độc mùi hắc. Về cái hình thì giống như của cô rồi. Còn về nội dung thì cô thấy nó không giống như nội dung cô dán, nhưng ghép các câu hỏi với câu trả lời thì nó lại chính xác. Như vậy đây cũng là một cách khác để dán đúng không em? Rồi, nhóm 3 cô vẫn đi tới đa điểm em nhá. Bạn đi dán mặc dù nó không giống như của cô, nhưng mà khi ghép câu hỏi và câu trả lời thì nó vẫn đúng. Tiếp theo là đối với nhóm 1. Nhóm 1 nếu mà nhìn nhanh chúng ta thấy giống hệt hoàn toàn nhóm 4 luôn. Và nhóm 1 cũng rất chính xác. Có một nhóm 2 là chúng ta hơi chậm trễ một tí. Và cô sẽ chấm các cái ô mà chính xác theo cái hình của cô nhé. Các ô mà đúng theo hình của cô thì cô nhìn thấy chưa có ô nào đúng cả. Chưa có ô nào đúng cả. Nhưng mà có 2 vị trí khi mà ghép với nhau, 3 vị trí, 3 ô này, 4 ô này khi mà ghép với nhau thì cũng đạt được cái nội dung là câu hỏi ghép sát với câu trả lời. Và khuyến khích động viên cho nhóm 2 5 điểm. Rồi, để khi ta củng cố cái phần mà kỹ năng của em thì cô sẽ mời các em sang phần luyện tập. Cô đã phát cho các em phiếu học tập và trong đấy chúng ta đã có phần đầu tiên đó là hoạt động theo cá nhân. Bây giờ mời tất cả các em hãy lấy phiếu học tập ở trong phần thứ hai luyện tập hoạt động cá nhân. Chúng ta có 5 câu hỏi, 5 câu hỏi để chúng ta trả lời theo cá nhân. Tất cả các em cùng quan sát phiếu học tập đồng thời hướng lên trên bảng. Đồng thời hướng lên trên bảng nào, cô mời câu hỏi đầu tiên ở trong phiếu học tập kem nhé. Câu hỏi đầu tiên nào. Nào, cô mời bạn nào. Bạn Nhân nào. Bạn Nhân chọn đáp án D. Số oxy hóa cao nhất và thấp nhất của nitrogen đó là lần lượt là -3 và +5. Cô đúng không em ơi? Đúng không em ạ? À, rất là chính xác. Đáp án D. Nào, thì bây giờ cô sẽ mời bạn Nhân cho cô cái ví dụ hợp chất nào của nitrogen mà nó có số trả -3 và +5. 3 là NH3. À, NH3 và nó là -3. Thế còn cộng 5 thì nào? Cộng 5 là HNO3 thì nó là dương mấy? Chính xác đúng không nào? Rồi cô cảm ơn em. Nào, chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ hai. Trong phản ứng tổng hợp ammonia từ nitrogen và hydrogen, nitrogen đóng vai trò gì? Đóng vai trò gì nhỉ? Rất nhiều cánh tay giơ lên ở tổ này nhiều nhất này. À, cô mời bạn Mạnh nào. Bạn Mạnh chọn chất khử, theo các em có chính xác không nhỉ các nhỉ? Có chính xác không nhỉ? Đáp án chất xử sai mất rồi. Sai mất rồi. Nào, bạn nào có ý kiến khác nào cô mời. Huy nào. Nguyễn Huy. À, bạn Huy chọn D, 4 chất oxy hóa. Bạn Huy có thể đọc cho cô cái phương trình hóa học được không nhỉ? Em có thể đọc cho cô cái phương trình hóa học được không? Phương trình hóa học
là gì em ơi? Chính xác chưa các bạn ơi? Chính xác chưa? Cô bổ sung phương trình này là phương trình xảy ra thuận nghịch gì? Các chiều đúng không nào? Rồi cô cảm ơn em. Và trong cái phản ứng này thì em thấy số oxy hóa của nitrogen biến đổi như thế nào nhỉ? Bạn Huy, số oxy hóa của nitrogen từ bao nhiêu đây? À, thì là vậy là vai trò chất gì? Chất oxy hóa. Rồi cô cảm ơn em. Tiếp theo câu hỏi thứ 3, cho vài giọt phenol kali vào dung dịch NH3 thì sẽ chuyển sang màu gì? Màu gì và vì sao nhé? Không mời bạn Hoài nào. Bạn Hoài chuyển sang màu hồng. Em có đồng ý với đáp án này không? Chính xác không nhỉ? Chính xác và em